5PMX này là mô hình mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Đây gồm có là P thứ nhất là product, là sản phẩm. P thứ hai là gì? Là price. P thứ ba là place. Và P thứ tư là promotion. Và P thứ năm là people. Đây gọi là mô hình 5P trong marketing và kinh doanh. Thế thì khi nãy tôi có nói với các anh chị là về sản phẩm, bán cái gì để đột phá. Kinh doanh đầu tiên là các anh chị phải biết là gì, mình bán cái gì. Bán cái gì, bán dịch vụ, bán sản phẩm là giải quyết các vấn đề cho xã hội. Bán những cái gì mà mang lại giá trị cho xã hội, bán cái mà xã hội cần. Và cái đấy là cái có bao nhiêu sản phẩm, một sản phẩm hay hai sản phẩm hay 10 sản phẩm. Ví dụ như Kangaroo bây giờ có bao nhiêu sản phẩm, các anh chị biết không? Hệ sinh thái có bao nhiêu sản phẩm? Hơn 700 sản phẩm. Anh Vượng có hệ sinh thái như thế nào? Anh cái nào là đầu tiên là Vincom này, Vinpearl này, Vin xong đó là Vinmec này, xong rồi Vinschool này, xong rồi Vinmart này, Vinsmart này, rồi Vin gì, Vinhome này, rồi Vin gì nữa, Vintech này, Vinpro này, bây giờ là Vinfast này, và không biết bao nhiêu là Vin nữa. Tức là cái hệ sinh thái của anh ấy, thì đây là cái sản phẩm để anh ấy đột phá được, đúng không? Anh khai thác một khách hàng với bao nhiêu là sản phẩm, đúng không? Ở trên tầng xuống bơi, cho con đi học, xong rồi đi chơi, rồi đi xe ô tô, rồi đủ thứ cả, nó đều rơi vào túi tiền của anh Vượng, đều rơi vào túi tiền của anh. Thì đấy là cái sản phẩm nhé, đúng không? Đấy là sản phẩm. Chúng ta không làm được như anh Vượng thì chúng ta phải học cách là chúng ta phải phối hợp với nhau. Dạy gì mà không phối hợp với nhau, sau hôm nay đi học thầy tôi nhận về, dạy gì mà không phối hợp nhau. Hai phai người bên cạnh này, hãy phối hợp với nhau. Thế mà và bây giờ tôi phải nói các anh chị này. Tiếp theo nữa là cái mà tôi nói các anh chị là cái con người. Con người là xuất phát điểm là các anh chị là đầu tiên là một người, sau đó các anh chị tạo thành một team đội, sau đó các anh chị tạo thành cả một hệ thống. Và nếu các anh chị muốn rút mình ra khỏi cái hệ thống đấy để chạy tự động thì các anh chị phải biết cách xây dựng hệ thống, biết cách xây dựng team đội, đúng không các anh chị? Cho nên con người là yếu tố quyết định, con người là yếu là tất cả. Nhưng con người, gốc của con người để mà đột phá được thì phải từ đâu ấy? Từ tư duy. Thế thì đây cũng chính là cái mà cái vô cùng quan trọng. Ở đây ai mong muốn mình xây dựng một team đội thành công không? Ai mong muốn mình có một cả một cái hệ thống con người làm cho mình để mình có thể thoát ra khỏi cái giờ này. Thank you. Đấy thì đây chính là cái mà các bạn cần phải xây dựng, đúng không? Thế còn cái này các anh chị sẽ phải làm sao học cái cách để mà khuyến mại, cách để mà quảng bá, cách để mà quảng cáo, cách để mà làm marketing, làm thế nào để chúng ta làm marketing, đúng không? Từ các catalog thiết kế như nào này, hồ sơ năng lực thiết kế ra sao, bài trình bày thiết kế như nào để cho nó ấn tượng này, thế rồi là hồ sơ năng lực như nào này, rồi bạn phải thiết kế xem là cái website của bạn như thế nào này, rồi bạn quảng cáo trên Google như nào này, rồi bạn trên panel graphic như nào, biển bảng làm sao, rồi vân vân và vân vân, có rất nhiều, hay radio, rồi TV, rồi vân vân. Thì đây là những cái mà gọi quảng cáo. Những cái chương trình khuyến mại, thì cái chương trình khuyến mại là chúng ta phải thiết kế như nào. Thì đây là cái tiếp theo. Và đây là place. Place tức là cái kênh. Kênh thì chúng ta có thể bán hàng dự án, hoặc kênh thì có thể bán hàng gọi là phân phối. Thì cái kênh của bạn là kênh gì, và sản phẩm của bạn ứng với kênh nào là phù hợp, đúng không? Thế và cái gì, price, bạn định giá như thế nào, cách thức bạn định giá như nào. Nếu như bạn làm chủ doanh nghiệp, ở đây các chủ doanh nghiệp chú ý nhé, nếu như các chị làm chủ doanh nghiệp thì đây là mô hình 5P để các chị nhớ là gì. Chúng ta cần có sản phẩm, chúng ta cần có con người, chúng ta cần có gì, chúng ta cần có xác định giá, có kênh và có các chương trình khuyến mại và bán hàng cho thích hợp, đúng không? Thì đây gọi là mô hình 5P. Đó. Tôi muốn khái quát một chút để cho các anh chị doanh nhân cũng như các anh chị mong muốn trở thành doanh nhân, hoặc các anh chị là những nhà quản trị thì phải hiểu được cái này để mà xây dựng hệ thống cho mình, đúng không? Xây dựng hệ thống bán hàng, xây dựng hệ thống chính sách giá, xây dựng hệ thống sản phẩm, chuỗi sản phẩm, xây dựng hệ thống con người, xây dựng gì là cách thức để quảng bá, quảng cáo, làm doanh nhân phải nghĩ đến như vậy.